Võ thần chúa tể thuyết minh tập 372-373 Ân, tần trần gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị thu hồi cái kia tàn phá áo giáp, nhưng đột nhiên thấy được khải giáp chi lên một bộ phận đường vân, trong lòng mảnh kinh, kỳ quái, những đường vân này, như thế nào quen thuộc như thế, dường như đang nơi nào thấy qua, mắt sáng lên, tần trần trong nháy mắt hiểu được, mình là ở nơi nào gặp qua những đường vân này, mặt này lên bí văn. Có một bộ phận vậy mà kinh cùng của Nam Đô hắn nắm giữ bí pháp, có chút giống, tự hồ có cùng nguồn gốc, chẳng lẽ nói, vật này sở dĩ không cách nào luyện hóa, cũng không phải là minh văn gãy liền nguyên nhân, mà là bởi vì chân lực không đúng, Tần Trần tin tường nhớ kỹ, ban đầu ở Hắc Tử Chiểu Trạch, mình và Hắc Nô tiến vào thần bí kia trong cung điện, cũng chậm trễ không cách nào mở ra cái kia thạch trụ trận pháp. Cuối cùng lợi dụng của Nam Đô nắm giữ quỷ dị chi lực, mới thôi động thạch trụ, tiến vào cung điện trong trung tâm, chẳng lẽ nói cái này tàn phá áo giáp cũng giống vậy, tâm niệm vừa động, tần trần lập tức vận chuyển thần bí kia công pháp, lúc này, một tia âm lãnh sức mạnh từ trong tay hắn lan tràn ra, trong nháy mắt tràn vào trước người khải giáp chi bên trong, ông, làm cái kia một tia sức mạnh tiến vào. Toàn bộ áo giáp tự hồ hơi hơi rung động rồi một lần, tần trần có loại cảm giác, cái này cất giữ không biết bao nhiêu năm cổ lão áo giáp, phản phất đột nhiên sống lại đồng dạng. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, cái kia tàn phá áo giáp ở trước mắt vẫn là bộ dáng này, một chút cũng không thay đổi, thậm chí ngay cả phía trên tro bụi cũng không có ít hơn một tia, nhưng Tần Trần ngay cả có loại cảm giác. Cái này tàn phá áo giáp giống như là ngủ say đồng dạng, mà bây giờ đã chậm rãi vừa tỉnh lại, hai người các ngươi chờ một chút, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử dùng quỷ dị chân lực, lại luyện hóa cái này thần bí áo giáp nhìn thấy tần trần cử động lưu nguyên thấm cùng lưu linh vân đều sửng sờ tần đại sư ngươi không phải là muốn luyện hóa khôi giáp này a à? phía trước cái kia sổ phía trên nói vật này đã tàn phá trước kia ta đại uy vương triêu mấy đại đỉnh tim cao thủ đều từng luyện hóa nhưng hao phí nhiều năm tinh lực đều không năng luyện hóa thành công có thể thấy được đã hoàn toàn hư hao muốn luyện hóa e rằng độ khó rất cao mấy như lên thiên căn cứ vào ghi chép trước kia luyện hóa khôi giáp này, thậm chí còn có thất giai vũ vương cấp bậc cao thủ. Liền bọn hắn đều không năng luyện hóa, tần trần như thế nào có thế năng luyện hóa, tần trần nhưng là không để ý đến hai người, mà là tinh tế cảm giác trong đó minh văn kết cấu, ân. Quả nhiên có biến hóa, làm tần trần vận chuyển cái kia quỷ dị chân lực, dung nhập khải giáp chi trung hậu, cả kiện trong khải giáp sức mạnh, giống như là một chút thanh tĩnh lại, từ từ trở nên có sức sống đứng lên sau nửa canh giờ, ông, làm cái kia quỷ dị chân lực, vận chuyển tới trên khải giáp mỗi một đạo minh văn bên trong sau đó, cả kiện áo giáp, trong lúc đó tản ra một đạo mờ mịt vần sáng, một bên lưu nguyên thấm còn tại cười khổ, đạo, tần đại sư, tất nhiên phía trên như thế ghi lại, chứng minh vật này xác thực không năng luyện hóa, ngươi làm như vậy, căn bản chính là chẳng ăn thua gì. Lời còn chưa dứt, Lưu Nguyên thấm liếc về cái kia tảng mát ra mông lung vần sáng áo giáp, âm thanh im bặt mà dừng, trong mắt lập tức trợn tròn, ngươi. Tần Đại Sư Cái này tàn phá áo giáp, ngươi luyện hóa thành công, lưu nguyên thấm há to mồm, giống như nhét vào mấy cái dưa hấu, phản ứng lại lưu linh vân, trong mắt cũng rơi mất một chỗ, lúc trước ngủ ca nói cái gì ấy nhỉ. Hoàng tộc trước kia rất nhiều cao thủ. Hao phí mấy chục năm, đều không năng luyện hóa thành công, cái kia, tần đại sư nửa canh giờ thành công, chẳng lẽ nói Tần đại sư tạo nghệ sau vương triều khi xưa Vũ vương cường giả còn mạnh hơn Không thành lúc này Tần trần lại không có để ý tới hai người tinh thần tất cả đều rơi vào trước mặt Khải Giáp chi bên trên cả kiện áo giáp đầy bí văn kỳ dị tia sáng lưu chuyển không ngừng tiêu tan dị ma Khải Giáp đồng thời một đạo tin tức trong nháy mắt tràn vào Tần trần não hải viễn cổ dị ma chiến tướng chế thức Khải Giáp cấp bậc vương phẩm có thế dung nhập tự thân trong chiến đấu chịu dị ma lực thôi động, có thể trong nháy mắt hộ thể. Vương phẩm dị ma khải giáp tổng cộng có 7 cái bộ đồ, hoàn chỉnh vương phẩm dị ma khải giáp. Có thể tiếp nhận bất luận cái gì cấp bậc dị ma chiến tướng toàn lực công kích mà sẽ không có bất kỳ thụ thương, chính là dị ma tộc chế thức khải giáp bên trong tác phẩm đỉnh cao, cái gì? Mạnh mẽ như vậy áo giáp, lại là chế thức khải giáp. Tần trần kinh hải, luyện hóa bộ này khải giáp chi phía sau, cái này tàn phá trong khải giáp tin tức, cũng truyền vào tầng trần não hải. Lại là cái gì viễn cổ dị ma tộc dị ma chiến tướng chế thức khải giáp, từ bên trong tin tức đến xem, cái này dị ma chiến tướng, hẳn là dị ma tộc thất giai vương cấp cường giả, tương đương với trong nhân loại vũ vương, dị ma khải giáp tổng cộng có 7 cái bộ đồ, theo thứ tự là mũ giáp, áo giáp, hộ thối cùng bao cổ tay, mà trong đó, áo giáp lại là trọng yếu nhất bộ phận, chịu tải toàn bộ chế thức khải giáp đép năm thành mà tập hợp đủ một bộ vương phẩm dị ma khải giáp có thể đáng tiếc là cái này dị ma khải giáp bây giờ chỉ có một giáp ngực hơn nữa rõ ràng có chút tàn phá bên trong minh văn cũng không ít đứt gãy nhưng tổng thể mà nói vẫn như cũ có thể sử dụng chẳng lẽ cái này dị ma tộc chính là cổ nam đô nói tới viễn cổ dị tộc cường giả tầng trần tâm tư thay đổi thật nhanh nếu là như vậy vì cái gì của nam đô ý chí truyền thụ mình quỷ dị công pháp lại có thể thôi động cái này dị ma tộc áo giáp, hơn nữa, vừa rồi trên người mình thần bí kiếm rỉ, tại gặp phải cái này dị ma khải giáp sau đó, xảy ra ba động, khó nói chính mình lấy được thần bí kiếm rỉ, cũng là cái kia dị ma tộc vũ khí, tần trần trong lòng hồ nghi, làm thế nào cũng nghĩ không thông, tần đại sư, ngươi thế nào? Khôi giáp này, như thế nào bị thúc giục? Một bên, Lưu Nguyên Thấm cùng Lưu Linh Vân hai người thì đã nhìn ngay người, tần trần nguyên bản trước người tàn phá áo giáp, bây giờ nơi nào còn có mảy may tàn phá cảm giác, phía trên từng đạo màu đen đường vân lấp lóe, một đạo hào quang chói mắt phóng lên trời, bức người hai mắt, thu, dựa theo dị ma khải giáp truyền tới tin tức, tần trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay dị ma khải giáp đã tiêu thất, đồng thời ngực, thì xuất hiện một cái khôi giáp màu đen đồ văn, mà hắn thời điểm chiến đấu chỉ cần thôi động, liền có thể triệu hồi ra cái này dị ma khải giáp, hơn nữa thay hắn ngăn cản bên ngoài công kích mặc dù dị ma khải giáp một bộ bảy kiện trên người của hắn bộ áo giáp này chỉ là một phần trong đó nhưng tần trần có thể cảm nhận được chỉ là khôi giáp này cũng có thể ngăn cản phổ thông thất giai vũ vương cường giả công kích có này áo giáp liền xem như lãnh phá công muốn ám sát bản thiếu chỉ sợ cũng khó khăn cái này tàn phá dị ma khải giáp mặc dù không cách nào ngăn cản lãnh phá công toàn bộ công kích nhưng ít ra có thể ngăn cản hắn mấy lần công kích đã như thế, Tần Trần hoàn toàn có thời gian thông dong ứng đối. Chỉ tiếc, nó là tàn phá, hơn nữa chỉ có một kiện, nếu là có thể tập hợp đủ một bộ này áo giáp, vậy cũng tốt, Tần Trần nhịn không được tâm động, Đại Uy Vương Triêu tất nhiên có thể được cái này dị ma khải giáp một bộ phận, nói không chừng tại Bách Triêu đất địa phương khác, cũng có dị ma khải giáp Chúng bộ ta đi thôi, thu hồi dị ma khải giáp, Tần Trần cùng Lưu Nguyên thấm hai người đi ra bảo khố, Tần Đại Sư, vừa rồi cái kia tàn phá áo giáp rốt cuộc là cái gì lưu linh vân trong lòng hiếu kỳ nhịn không được hỏi thăm ha ha cái kia tàn phá áo giáp là viễn cổ một kiện chế tạo áo giáp ta cũng là may mắn mới trong lúc vô tình kích hoạt tần trần cười cười lại không giảng giải quá nhiều viễn cổ dị tộc những vật này chính hắn đều không thể biết rõ ràng đương nhiên sẽ không tùy ý giảng giải may mắn lưu nguyên thấm cùng lưu linh vân im lặng như vậy một kiện áo giáp tại hắn đại uy vương triêu bảo khố cất giữ chí ít có mấy trăm năm sau, nhiều cao thủ như vậy đều từng nghiên cứu qua, nhưng thủy chung không thể kích hoạt và biết rõ sở, tần trần cái này may mắn. Thật sự là để cho người ta không thể tin được, bất quá, mặc dù phụ hoàng nói tần đại sư tại trong bảo khố cầm bất kỳ vật gì, bọn hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà phía trước cái kia tàn phá áo giáp quá mức kinh người, bọn hắn cũng không dám làm chủ, cần hướng phụ hoàng bẩm báo ba người rất mau trở lại đến rồi đại điện bên trong a à, trác các chủ cùng bệ hạ đâu phụ hoàng đâu trở lại đại điện phát hiện trác thanh phong cùng lưu huyền duệ không ở tần trần cùng lưu nguyên thấm ba người cũng là sững sờ bệ hạ mang theo trác các chủ đi trong đại điện có chuyện quan trọng thương lượng đi hoàng hoáng giải thích nói có chuyện quan trọng thương lượng tần trần ngẩn người lưu huyền duệ có chuyện gì cần đem gia luật hồng đào cùng nam cung ly đều lưu tại nơi này chỉ có thể cùng trác thanh phong đơn độc thương nghị trần thiểu cái kia đế vương tinh thạch ngươi ở đây bảo khố đã tìm được chưa nam cung ly hòa gia luật hồng đào lại cũng không để ý chỉ là chờ mong nhìn về phía tần trần ha ha tìm được tần trần cười nhạt một tiếng quá tốt rồi nam cung ly hòa gia luật hồng đào hưng phấn liếc nhau mặc dù đối với tần trần có thể làm cho bọn hắn trong vòng một tháng đột phá thất giai vũ vương có chút không dám tin tưởng nhưng trong hai người tâm kỳ thật vẫn là có chút mong đợi, bây giờ nghe nói cuối cùng một mực tài liệu đế vương tinh thạch đã tìm được, nam cung ly hòa gia luật hồng đào cũng không nhịn được hưng phấn, đang trao đổi, chỉ thấy Lưu Huyền Duệ cùng Trác Thanh Phong từ trong điện đi ra, Tần đại sư, ngươi đã trở về. Lưu Huyền Duệ ánh mắt sáng lên. Chính là, lần này đa tạ bệ hạ, nếu không phải bệ hạ, e rằng Tần mổ còn chưa hẳn có thế nhanh như vậy tìm được đế vương tinh thạch. Tần Trần cười chắp tay, đây đều là trẫm phải làm. Lưu Huyền Duệ vội vàng khoát tay, "Phụ hoàng." Lúc này, Lưu Nguyên thấm tiến lên một bước, chuẩn bị đem lúc trước trong bảo khố phát sinh sự tình nói ra, nhưng hắn lời còn chưa nói ra. Liền bị Lưu Huyền Duệ đánh gãy, "Nguyên thấm, Linh Vân, hai người các ngươi rất tốt, phụ hoàng rất vui mừng, hiện tại các ngươi có thể đi xuống, trẫm còn có chuyện quan trọng, cùng Tần đại sư thương nghị." Phụ hoàng hài nhi cũng nghĩ nghe. Lưu Linh Vân làm nũng nói, nghe lời, xuống. Lưu Huyền Duệ ánh mắt trừng một cái, quát lớn, Lưu Linh Vân sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên theo phụ hoàng trên mặt. Nhìn thấy nghiêm túc như thế biểu lộ, chỉ có thể biểu môi, cùng Lưu Nguyên thấm ngoan ngoãn lui ra ngoài, tần đại sư, trẫm có một chuyện muốn nhờ, còn xin tần đại sư xuất thủ tương trợ. Hai người vừa rời đi, Lưu Huyền Duệ liền ngưng giọng nói, tần trần ngay ra một lúc, hắn có thể cảm nhận được, Lưu Huyền Duệ giọng của cực kỳ nghiêm túc, mà bên cạnh hắn Trác Thanh Phong. Cũng biểu lộ trầm trọng, bệ hạ mời nói. Tần Trần gật đầu, Nam Cung Ly Hòa gia luật Hồng Đào vừa định rời đi, đã thấy Lưu Huyền Duệ khoát tay nói. Tất nhiên Nam Cung Ly hội trưởng Hòa gia luật Hồng Đào Điện Chủ cũng là Trần Đế Các Nhân, hai vị kia cũng sẽ không cần tị húy, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, hy vọng hai vị không nên tùy ý tiết lộ, bằng không đối với ta Đại Uy Vương Triêu sẽ có tai họa ngập đầu, hai người gặp Lưu Huyền Duệ nói nghiêm trọng, cũng là gật gật đầu, kỳ thực, ta đại uy vương triêu lão tổ, đã bệnh nặng nhiều ngày. Lưu Huyền Duệ chậm rãi đem một cái như vậy tin tức, nói ra, lão tổ khỏe mạnh, là cả vương triều lớn nhất cơ mật, không thể có mảy may truyền ra ngoài, cho nên trẫm cũng không có biện pháp, một mực giữ bí mật đến bây giờ. Còn xin mấy vị thứ lỗi, đại uy vương triêu hoàng thất, dựa dẫm vị lão tổ này, mới có thể trấn áp toàn bộ vương triều thế lực, một khi để cho nó thế lực biết đại uy vương triều lão tổ không có bao nhiêu thời gian có thể sống, tất nhiên sẽ rụt rịch, đặc biệt là lãnh gia nhóm thế lực, tất nhiên sẽ không kiên nể gì cả, đối với đại uy hoàng tộc, phát động một kích trí mạng. Lúc trước các các chủ đối với lão tổ thương thế, cũng không có biện pháp, nhưng cáo tri trẫm, tầng đại sư ngươi có lẽ có biện pháp trị liệu lão tổ, cho nên trẫm mạo muội mở miệng, chỉ là muốn mời tần đại sư thay lão tổ hắn chẩn bệnh một phen trì hoãn lão tổ tuổi thọ lưu huyền duệ thở dài mở miệng vẻ mặt buồn thiêu nghe nói lưu huyền duệ giảng thuật đám người cũng nhao nhao hiểu được vì cái gì lưu huyền duệ như thế cảnh giác bực này trọng sự hoàn toàn chính xác không thể tùy ý tiết lộ bằng không đối với đại uy vương triêu chính là tai họa ngập đầu khó trách vẫn cảm thấy lưu thị hoàng tộc tại lãnh gia trước mặt đều yếu như vậy thế nguyên lai bọn hắn ỷ vào nhất lão tổ vậy mà đều nhanh mất mạng. Nghe xong đối phương giảng giải, Tần Trần lúc này mới hiểu. Trần Thiểu, Lưu Thái Lão tổ trạng thái bây giờ, rất là không tốt, bây giờ Đại Uy Vương Triêu cùng bọn ta liên quan cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chắc mổ cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng bệ hạ nói Trần Thiểu ngươi có lẽ có biện pháp. Trác Thanh Phong cười khổ nói, Tần Trần cười cười, trác các chủ không cần để ý, bây giờ Trần Đế các cùng Đại Uy Vương Triêu, hoàn toàn chính xác trói chung một chỗ tất nhiên lưu thị lão tổ gặp nạn nhưng bản thiếu nhìn một chút cũng là không sao bệ hạ không bằng ngươi ở phía trước mang theo lộ bản thiếu đi theo ngươi xem một chút đi tần trần cũng không ngại phía trước hắn vẫn còn cho là lưu thị có chút mềm yếu bị lãnh gia lớn thành như vậy cũng không dám động thủ hiện tại xem ra nguyên lai là có nguyên nhân nếu là thật sự có thể trị liệu tần trần cũng không để ý giúp đại uy vương triêu một cái còn xin tần đại sư đi theo ta nghe tần trần đáp ứng lưu huyền duệ ánh mắt hưng phấn lóe lên vội vàng ở phía trước dẫn đường một nhóm đám người rất mau tới đến lưu thái lão tổ bế quan chi địa a à, nơi đây ngược lại là bố trí cái thất diệu đại trận có thể hấp thu toàn bộ hoàn thành thiên địa chân khí cung cấp tự mình tu luyện nơi tốt a à, vừa đến lưu thái chỗ ở cung điện tần trần ánh mắt lập tức sáng lên nơi đây nhưng là so đang các tu luyện thất còn muốn thích hợp bố trí Vũ Ý Đại trận, nếu là có thể đem Vũ Ý Đại trận bố trí ở đây, xác suất thành công, còn có thể đề thăng một bậc, tầng đại sư, ngươi thế nào biết nơi đây bố trí Thất Diệu Đại trận. Nghe Tần Trần mở miệng, Lưu Huyền Duệ lập tức lấy làm kinh hải nơi đây đại trận chính là hắn Lưu thị khai triều tiên tổ thiết lập, cực kỳ mịt mờ, ngoại nhân đến đây, cho dù là Vũ Vương cường giả, cũng chỉ có thể cảm nhận được nơi đây thiên địa chân khí tương đối dồi dào có thế tần trần, lại lập tức nói ra ảo diệu bên trong, nhưng Lưu Huyền Duệ làm sao không giật mình. Tần trần nhưng là cười cười, không có trả lời, nói nhảm, hắn cái này kiếp trước chính cấp trận pháp đại sư, nếu ngay cả điểm ấy bố trí cũng nhìn không ra, cái kia còn như thế nào hỗn, gặp tần trần như thế biểu lộ, trong lúc nhất thời, Lưu Huyền Duệ đối với tần trần lòng tin, nhịn không được lại tăng lên nữa không thiếu, một đoàn người, rất mau tiến vào đến rồi trong nội điện xem ra người lưu thị lão tổ bệnh tình không thể lạc quan a à, nơi đây lại có không thiếu tử khí nếu không trị liệu tuổi thọ của người này chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 ngày tần trần đi vào còn không có nhìn thấy bệnh nhơi ừ. được người yêu mến người chết cũng có tử khí cái gọi là tử khí kỳ thực là võ giả đến rồi sinh mệnh phần cuối tự nhiên tản mát ra một loại rách nát khí tức bất cứ người nào sinh mệnh đi đến phần cuối cơ thể khí quan liền sẽ suy kiệt mà suy kiệt khí quan lại phát ra một loại người bình thường khó mà phát giác khí tức, loại khí tức này, liền xưng là tử khí. Tần Trần vừa vào lấy nội điện, liền phát hiện nội điện bên trong tảng mắt lấy một cổ nhàn nhạt tử khí, lập tức liền tin tường, lưu thị lão tổ, đã đến một loại dầu hết đèn tắt, khí quan suy kiệt tình cảnh, đến loại này tình cảnh, thường thường sinh mệnh chạy tới phần cuối, bình thường đều sẽ không sống qua mấy ngày, mà Tần Trần sở dĩ nói 10 ngày, còn là bởi vì lưu thị lão tổ ác hẳn là một gã thất giai vũ vương. Có thể chịu đựng càng lâu, dù vậy, 10 ngày, cũng đã là một cái cực hạn, cái gì, nghe vậy, lưu huyền duệ trên mặt càng kinh, vội vàng tiến lên, lập tức phát hiện, nằm ở trên giường nhỏ lão tổ, tất nhiên so trước đó, sắc mặt càng thêm tái nhật rất nhiều, có một loại hấp hối cảm giác, tựa như lúc nào cũng sẽ chết, tại sao có thể như vậy? Lưu huyền duệ giật nảy cả mình vừa mới qua đi bao lâu. Chừng nửa canh giờ, lão tổ như thế nào giống đột nhiên già đi 10 tuổi đồng dạng, còn xin tần đại sư xuất tay. Lưu huyền duệ vội vàng nhìn qua, một mặt gấp gáp, không vội, nếu có thể cứu, ta nhất định sẽ ra tay, tần trần lên tiếng, đi tới lão giả trước mặt, huyền duệ, lưu thái ngẩng đầu kêu lên, vị này đại uy vương triêu lão tổ. Đường đường thất giai vũ vương, thậm chí ngay cả nói chuyện đều hết sức phí sức lộ ra trung khí tuyệt không đủ, lão tổ, vãn bối tại. Lưu huyền duệ vội vàng đi lên trước, vị này là. Lưu thái nhìn về phía tầng trần, lão tổ, vị này chính là một tay sáng lập trần đế các tầng đại sư, cũng chính là chắc các chủ nói tới cái kia có khả năng trị liệu lão tổ ngươi đang đạo đại sư. Lão tổ ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lưu huyền duệ khẩn trương nói, nguyên lai là tầng thiếu hiệp, thật không nghĩ tới, Tần Thiếu Hiệp đã vậy còn quá trẻ tuổi, Lưu Thái lấy làm kinh hải, khôi phục một điểm tinh thần, quan sát tỉ mỉ Tần Trần, trong đôi mắt có chút khó có thể tin, hắn cũng nghe Lưu Huyền Duệ nói qua Tần Trần chuyện dấu vết, biết được Tần Trần tu vi bất phàm. Hơn nữa nhường đang cắt rác thanh phong các chủ cũng có chút kính phục, cho là trẻ lại, ít nhất cũng có hơn 20 tuổi, bây giờ xem xét, cái gì hơn 20 tuổi, căn bản chính là một cái còn không có trưởng thành tiểu hài, chính là chỗ này tiểu hài là cái kia trần đế cắt các, các chủ lưu thái trong lòng trong nháy mắt cả kinh cái này sao có thể trong lúc nhất thời trong lòng bỗng nhiên trầm xuống lưu huyền duệ già nên hồ đồ rồi a à. như thế thiếu niên làm sao có thể khoái động hoàn thành phong vân liền đan cát khí điện cùng huyết mạch thánh địa đều bị hắn chưởng khống không phải là một ít thế lực đối địch cố ý phái tới mê hoặc lưu huyền duệ muốn đoạt lấy hắn đại uy vương triêu xã tắc a à, lưu thái dưới sự kinh hãi là không như bình thường lạnh cả người mồ hôi đều xuất hiện các hạ rốt cuộc là ai một cổ vũ vương khí thế trong nháy mắt lan tràn ra giống như một tòa núi lớn bỗng dưng trấn áp tại tầng trần trên thân đồng thời lưu thái bỗng nhiên dựng lên hai con ngươi nổ bắn ra nóng nảy điện mang từ một cái bệnh lão nhân trong nháy mắt đã biến thành một vị cường giả đáng sợ quả nhiên là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy lưu thái cử động nhưng là đem lưu huyền duệ làm cho sợ hết hồn lão tổ ngươi như thế nào huyền duệ, ngươi lão hồ đồ rồi sao? Như thế thiếu niên, làm sao lại là đan đạo đại sư, làm sao có thể nghiên cứu ra ba loại đặc hiệu đan dược, như thế nào có thể sẽ là trần đế các các chủ, kẻ này trăm phương ngàn kế, thu hoạch tín nhiệm của ngươi, tất nhiên có ý khác, Lưu Thái Kinh sợ nói. Thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, hắn thốt ra lời này, một bên theo vào tới các thanh phong ba người, sắc mặt nhưng là có chút khó coi, cái này Lưu Thái có ý tứ gì? nói trần thiểu khác biệt dụng tâm bọn hắn thế nhưng là cùng trần thiểu cùng nhau nói như vậy bọn hắn cũng là có ý khác nghĩ dành bọn hắn đại uy vương triêu lợi ích quả thực là hồ ngôn loạn ngữ lão tổ tần đại sư không phải là người như thế lưu huyền duệ cũng vội vàng giảng giải tần trần lai lịch lưu huyền duệ đã sớm điều tra qua đích thật là đến từ năm nước mặc dù trên thân cực kỳ thần bí nhưng không hề giống là nước khác phái tới ngươi hồ đồ a Lưu Thái vẫn nộ nói, khí thế trên người một tiếc, lập tức ho khang liên tục, hô hấp khó khăn, lập tức quể oải xuống, các hạ cũng chớ quá kích động, thân thể của ngươi, đã bởi vì 20 năm trước tiêu sái hỏa nhập ma, nghiêm trọng tiêu hao cùng hao tổn, ngũ tạng lục phủ đều đã đến suy kiệt thời kỳ cuối, lại kích động như vậy xuống, đừng nói 10 ngày, e rằng có thể hay không chống nổi hôm nay cũng là cái vấn đề, Tần Trần quét mắt Lưu Thái, từ tốn nói. Làm sao ngươi biết ta hơn 20 năm trước tẩu hỏa nhập ma qua, tần trần lời này, mệnh luận mới hơn 150 tuổi, liền dầu hết đèn tắt, ngũ tạng lục phủ hư hao nghiêm trọng, chân nguyên trong cơ thể phù phiếm, khí hải bị hao tổn, tinh thần cũng có chút bất ổn, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, căn cứ vào ngươi tinh thần bị tổn thương tình huống, có thể suy đoán ra, ước chừng là hơn 20 năm trước chuyện, hơn nữa hẳn là đang trùng kích thất giai trung kỳ thời điểm. Tẩu hỏa nhập ma dẫn đến xông Quang thất bại, thời khắc sống còn, ngươi may mắn tỉnh táo lại, ân, hẳn là phục dụng thất giai thanh lâm đan, nhưng cơ thể lại tổn thương nghiêm trọng, nhiều năm như vậy, một mực không thể khôi phục, chỉ có thể một chút suy kiệt, tần trần từ tốn nói, ngươi, ngươi, lưu thái nhìn xem tần trần, liền cùng giống như gặp quỷ, một mặt hoảng sợ, hắn bệnh tình này, đích thật là hơn 20 năm trước mới có, một năm kia, hắn cưỡng ép xông quang, muốn từ thất giai sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến thất giai trung kỳ cảnh giới chỉ lát nữa là phải thành công có thế thời khắc sống còn chân nguyên trong cơ thể phản vệ cả người tẩu hỏa nhập ma nếu như không phải trên người hắn vừa vặn có một cái thanh lâm đan đem hắn từ tẩu hỏa nhập ma bên trong cứu trở về nhưng mà cơ thể lại bị hao tổn nghiêm trọng những năm này không ngừng chuyển biến xấu mới tới bây giờ mức này bằng không phổ thông vũ vương cường giả bình thường đều có 200 năm xung quanh tuổi thọ, sao lại giống hắn, tu vi cao đạt thất giai sơ kỳ đỉnh phong, lại tại hơn 150 tuổi liền dầu hết đèn tắt, sinh cơ hao hết. Chỉ là vài thứ, hắn đối với bất kỳ người nào đều không nói qua, thậm chí ngay cả Lưu Huyền Duệ, cũng căn bản không biết, tiểu tử này đến tục cùng là làm sao mà biết được, thật chẳng lẽ là đơn giản đảo qua thân thể của hắn, liền nhìn ra nhiều đồ như vậy, thấy được Lưu Thái chấn kinh. Trác Thanh Phong ba người lúc này lại là thoải mái vô cùng, cái này lưu thái. Không biết tốt xấu, lại dám nói Trần Thiểu không có hảo ý, bây giờ biết Trần Thiểu lợi hại a, à, hồi tưởng trước đây Tần Trần cho bọn hắn chấn kinh, thế nhưng là không thể so với cái kia lưu thái thiếu, từng cái lập tức dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc, khinh thường nhìn xem cái kia lưu thái, Tần Đại Sư, lão tổ hắn đến cùng còn có hay không cứu. Lưu huyền Duệ lại không lưu thái nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là lo lắng nhìn qua, quan tâm là video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký